cả các bản kinh doanh 24/7. Yamaha Exciter 110 màu mới với giá là 46 triệu đồng khiến dân chơi xe sục sôi. Yamaha vừa chính thức đưa ra mẫu Contai ăn khách Exciter 110 phiên bản màu xanh đen rất ấn tượng ra khu vực ở Hà Nội. Một số nguồn tin cho biết Yamaha Exciter 110 phiên bản màu xanh đen đã xuất hiện một số đại lý ở khu vực Hà Nội hôm ngày 8 tháng 8 sau hơn gần một tháng xuất hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Phiên bản Yamaha Exciter 110 màu xanh đen có tem màu trắng lớn rất nổi bật cùng với dòng chữ Limited Edition có tấm chắn bùng ở phía trước, đèn pha thuộc loại halogen. Yamaha cho biết động cơ được cho là vẫn loại SOC 4 van 4 thì là mát dung dịch với dung tích 150cc cho công suất tối đa 15,4 lực tại 8.500 vòng phút, mô men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7 vòng phút. Đi kèm với đó là hệ thống khởi động điện, bộ chế hòa khí một bầu phun, hộp số 5 cấp. Khung xe là đời động cơ ống thép cấu trúc là kim cương. Giảm sóc trước là ống lồng, giảm sóc sau là lò xo chủ đơn. Phanh xe được trang bị phanh để thủy lực có đường kính 245mm cho bánh trước, 203mm cho bánh sau. Với thiết kế và kích thước phiên bản màu xanh đen mới vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế ăn khách của Exciter. Kích thước tiếp cận chế độ cao yên ở mức 780mm, chiều dài trục cơ sở 1290mm. Trọng lượng xe nặng 115kg, xe có độ khoáng gầm 135mm. Giới thiệu xe cũng cho biết phiên bản này có phong cách rất thể thao, mạnh mẽ hơn cả phiên bản màu xanh nhám. Và giá bán của Yamaha đề xuất là ở mức 47 triệu đồng, tương đương với Exciter 110 xanh nhám. Tuy nhiên, giá bán thực tế có thể dao động tùy từng các đại lý ở khu vực. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại chi tiết, nhớ like, share, subscribe.